nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý. Biết bao người trai nợ xương máu không trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mai. Nó anh hùng ngày mai. À, vâng, xin mến chào các bác. À, trước mắt các bác đây là chiếc đổi bãi CF với mã sản phẩm XA16F. Với cái dòng sản phẩm này thì nó đời rất là cao nhá, đời XA rất là cao. À, với những chiếc đẩy này thì công suất là 600 mã một kênh thì các bác có thể chơi gia đình khá là ok. À, đối với các bác nếu mà chẳng hạn chúng ta ví dụ chơi những cặp loa nó nhỏ hơn thì có thể là chơi cái mã XA12F cũng được. Còn đấy thì giá là 3.500.000, còn con này giá là 4.100.000, giá bao ship thôi nhá. Và với chiếc cục đẩy này thì em cũng test cho anh khách hàng là anh Nguyễn Văn Báu, có địa chỉ ở phố An Lạc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Với hàng của nó thì cái hàng CIF này thì nhìn nó rất là xịn sò luôn, rất đẹp. Hàng bãi của nó rất là đẹp nhá. Đấy, mặt của nó đây là mặt làm phay nhôm này và sơn nhũ, nhìn khá là đẹp. Với hai cái chiến áp của nó, chiến áp rất đậm như cũng giống những dòng crown. Đây, màn hình hiển thị LCD. Đấy, hiển thị chế độ XA16S nhìn nó rất là đẹp nhá. Và với chất âm của nó thì đưa ra để các bác vừa rồi nghe, em test đánh một đôi loa bát 30 nghe cái tiếng khi mình vặn to, cố tình vặn to hết cỡ lên để các bác nghe được cái tức là khi mà những chiếc cục đẩy này vặn to lên mà tiếng của nó vẫn tròn tiếng thì là nó công suất của nó ổn định cũng như là chất âm hay. Và với cái giải bát đánh xuống rất là sâu, đánh chìm xuống sâu, nó cũng tiếng trống nó sánh xuống sâu nhưng mà cái giải của nó lại nó mở rất là rộng nhá, mở rất là rộng. Cho nên là mình cảm giác là nghe nó rất là đã. Và nghe nó thể hiện những cái tiếng đàn nó gảy nghe rất là rõ ràng nhá, rất là rõ ràng. Đấy, chép cái dòng này rất là sáng. Thì với những chiếc đẩy này thì các bác ghép chúng ta ghép karaoke thì nó rất là hay, nghe nhạc cũng vậy. Thì clip ngày nay thì muốn giới thiệu toàn thể mọi người để mọi người tham khảo. Và cái mã này thì hình như bên này cũng sắp hết hàng rồi. Đấy. Hàng về hàng này rất là hiếm, có hàng này em gom luôn để gửi toàn thể các bác với chất âm rất là hay. Tín hiệu thì vừa rồi em lấy đánh thẳng từ máy tính vào nhá, từ máy tính vào đây luôn. Đấy. Và đây ra loa thì vừa rồi thì sử dụng rất nhiều trích. Đấy, xoáy luôn là xong. Đấy. Còn các bác có thể là chúng ta sử dụng bằng cái cọc loa này, dương âm tín hiệu đường vào đây. Vào đây thì càng lâu đánh chế độ system nhá. Và để các bác quay sơ qua bác cái nội thất của nó. Thì con này tụ của nó vẫn còn rất là đẹp nhá. Tụ đẹp này, tụ còn rất là phẳng này. À, sò nó là sò NGV, sò Toshiba đấy nhá. Đấy. Vẫn còn những cái keo tản nhiệt này, nó màu của nó vẫn còn ướt dính này. Và cái dòng CF này thì nó keo nó màu đỏ này, keo màu đỏ này. Thế thì cái dòng này thì nói chung là máy móc còn sạch đẹp, các bác chơi thì yên tâm. Đây, linh kiện mọi thứ đây. Đấy, linh kiện nó rất là chất luôn. Các nhìn có rõ không ạ? Đấy, rất là chất. Đây. Thì clip em test nhạc sơ qua cũng như giới thiệu toàn thể các bác, quay cái nội thất cho các bác xem. Thì các bác nào có nhu cầu gọi cho em theo số máy 0385 2228. Clip em tạm dừng ở đây. Rất là cảm ơn các bác nhé.